thì trong tương lai á, bọn họ sẽ kiếm chuyện với cái FB của tôi hoặc cái mạng xã hội của tôi vì nó có cái sự ảnh hưởng tốt đẹp cho quý vị. Cho nên bọn họ sẽ không có muốn như vậy. Thì cái điều tốt đẹp mà không bảo vệ thì nó sẽ mất thôi. Thì đó là cái sự thực tế trong cái thế giới này. Thì tôi muốn chia sẻ với quý vị như vậy. Vậy nha.